Đây là cái mẫu tay cơ bản các bạn nhé. Đây là măng trước, đây là măng sau. Cái tay hôm nay mình cắt có cái chiều dài là 20 cm. Các bạn chia đôi cho mình cái khoảng cách này ra nhé. Các bạn kẻ cho mình một đường ngang vuông góc với cả trục đối xứng. Và từ cái điểm giữa của tay này các bạn lấy đều ra bốn cạnh cho mình, mỗi cạnh là 2 cm. Mình sẽ vẽ một cái vòng tròn xoáy, hình xoáy ốc các bạn nhé, vòng quanh cái phần tay này. Các cái khoảng cách là cách đều nhau, phía vòng ngoài này là 2 cm các bạn nhé. Các bạn vẽ cho mình cái vòng tròn từ tâm và vòng thành hình xoáy ốc nhé. Cách đều ra ngoài với khoảng cách là 2 cm. Và cái phòng ngoài rộng này các bạn để cho mình là 2,5 nhé. Đến gần hết cái đường kính của cái tay này là được các bạn nhé. Khoảng cách này ở trong này là 2 này. Là 2 này. Và phía ngoài cùng này là 2,5 các bạn nhé. Là cái vòng ngoài cùng là 2,5, còn cái vòng trong thì là 2 cm. Các bạn vẽ gần hết mấy cái vòng, cái đường kính của cái tay này là được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần bèo. Để cắt cái bèo thì các bạn chuẩn bị cho mình cái vải với có cái đường kính là gấp rưỡi mấy cái đường kính của tay các bạn nhé. Và chúng ta sẽ kẻ một cái đường thẳng vuông góc. Ta sẽ một kẻ vẽ một đường vuông góc ở giữa các bạn nhé. Và chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn có tâm là cái điểm giữa này. Cái cạnh thứ nhất các bạn để nguyên này, cạnh thứ hai các bạn lấy từ cái điểm này sang xuống cho mình là 2. Đây là 2 cm các bạn nhé. Và cái cạnh này thì các bạn lấy cho mình là 3 cm. Tiếp theo cái cạnh này các bạn lấy cho mình là 4 cm. Và cái cạnh này là 5 cm. Và từ các cái điểm xác định này thì các bạn cũng lấy đều ra cho mình khoảng cách là 5 cm các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cũng vẽ một cái đường tròn xoắn ốc từ cái tâm giữa của cái hình tròn này ra các bạn. Điểm xuất phát cho mình là từ cái cạnh thứ nhất này các bạn nhé. Các bạn vẽ tròn đều cho mình vòng quanh tạo thành cái hình xoắn ốc. Các bạn đếm cho mình cái vòng tròn từ cái vòng tròn tâm này ra là mỗi cạnh là 3 vòng các bạn nhé. 1, 2, 3, các bạn cứ đếm như này đủ 3 vòng là được.
Như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái phần cái bèo xoắn ốc của cái hoa này. Các bạn cắt cho mình theo cái hình vẽ. Đây các bạn nhé, mình đã cắt được cái vòng tròn hình xoắn này. Và cái phần hình xoắn này thì chúng ta sẽ chính là cái phần hoa các bạn nhé. Cái số lượng vòng tròn mà cái cánh hoa này thì tùy theo các bạn thích nhiều hay ít, thì chúng ta sẽ làm cái số lượng vòng tròn nó nhiều hoặc ít các bạn nhé. Các bạn cắt cái phần tay và sang dấu cho mình cái đường tròn xoắn ốc từ giữa ra với cái phần tay này các bạn nhé, kích cỡ bằng nhau. Và cái phần bèo này cũng vậy, các bạn cắt cho mình theo cái kích cỡ mà chúng ta vừa mới vẽ. Và khi may thì các bạn sẽ may cho mình từ giữa ra nhé. Chúng ta sẽ may từ cái phần vòng tròn nhỏ là cái nhụy hoa, chúng ta sẽ may vòng quanh ra phía ngoài đến hết cái phần cánh hoa thì thôi.